Trên trường anh bước đi, cô nàng quên đôi mi ngóng theo đường vắng quê, hỏi còn ai cô chi. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có chân vời, bọn người xa quái trời. Trên trường anh đưa đi, cô nàng quên đôi mi ngóng theo đường vắng quê, hỏi còn ai cô chi. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có chân vời, một người xa quê trời. Rồi vừa các bác có nghe em test bộ sản phẩm gồm có cặp loa Pioneer S707. Cặp Pioneer S707 hàng Nhật nội địa, sản xuất tại Nhật năm 1987. Trong clip em có làm cái review cho các bác xem rồi. Này, cặp này sở hữu bát 30 năm 87 đến 2019 là 32 năm mà nó rất là đẹp.
Cặp này nó rất là nặng, nặng cặp này nặng 70 kg, trở kháng 6 ohm, độ nhạy 91 decibel, công suất chịu tải maximum là 200W. Đấy, và em ghép với con âm ly PM4 Esotech của Marang. Con này chạy mạch class A và class AB. Khi anh em nhả ra anh không dùng mạch thì anh em dùng thuần, ấn vào này là dùng thuần class A, này nhả ra là dùng class AB. Đấy. Con này tiếng rất là sắc nét, ngọt ngào. Cặp loa thì rất là đẹp. Còn nhạc thì hiện tại vừa rồi là em có lấy nhạc trên điện thoại. Anh em đừng nghĩ là phải âm ly giải mã mới được nghe được nhạc trên mạng nhé. Tất cả những cái âm ly này nó đều được cắm được. Các bác nhìn nó có chân 3.5, các bác cắm vào bình thường. Tức là nó có đều có jack RCA đấy, jack hoa sen đấy. Thì kể cả những cái tivi mà các bác có tivi mà dùng tivi thông minh, mà nếu mà nó có đường ra 3.5 thì anh em cứ cắm đường 3.5, không nhất thiết phải dùng đường quang. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.